đồng mà 16 thanh này. Này 17 đồng. Không có tắc xe đồng nữa. Cái này 30 thanh này. 30 thanh. Cái đó 10 gram protein. Nhiều loại không? Cái này kia nha bà, bên đằng sau nó kìa. Cái này rẻ à? Cái này ở 8 đồng này. Ờ, cái đấy cái 8 đồng đừng lấy, mình lấy đồng. Còn cái này ở đây chứ. Trên kìa, bác protein sao? 12 đồng. 12, 13 đồng. 30. Ờ, cái này hôm trước mình mua này, là 2 triệu đồng này. 23 bao nhiêu? Cái này á, vậy là cái này sẽ hơn này, cái này sẽ ấy này. Hai đi, hai hộp này đi. Ờ, lấy 23 là 40. 40 với cái này 30 là 70. Rồi phải đếm hai cái này mới đủ. Đây cái này nữa. Phải 10 à, 18 đồng. 60. Cái nào 80 luôn.